sao xưa vẽ dấu cõi bờ, dấu chân mở cõi mọi người mang xưa. Hiền nhân giặt dưới thư đồ, nhân tâm học thế hề lời sắc son. Hồi ký chân mạng anh hùng. Dứt theo lời kể của đại tá Lê Quang Công, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1965, nguyên tỉnh đội phó tham mưu trưởng tỉnh đội Mỹ Tho, Tiền Giang năm 1969 đến năm 1990. Tập 40: đánh phản kích thắng lớn. Sáng hôm sau thì địch phản kích, thì tôi kiểm tra lại thì ta không còn đủ đạn để chiến đấu nữa. Cụ thể là đạn cối 60 ly lấy của địch không có quả nào có liều cả, còn 40 cũng hết liều, đạn AK cũng rơi đi, chỉ còn đạn 28 mà nhặt còn nổi, không có khẩu súng đó. Sở dĩ chúng tôi bám lại đánh địch phản kích được là lấy súng lục của giặc trang bị cho 50 anh em tù chính trị vừa được thả ra tình nguyện nhập ngũ để đánh địch cả ngày đó ở ấp Ông Lon. Trong trận đánh này, đại đội trưởng đại đội trinh sát tỉnh đội Gò Công, đơn vị phối thuộc với tiểu đoàn 54B của tôi, chịu sự chỉ huy của tôi diễn biến tư tưởng, bỏ công sự chạy trốn không nhận lệnh chiến đấu. Tôi biết được ra lệnh cách chức đại đội trưởng trinh sát ngay tại mặt trận và cử đồng chí quyết đại đội phó lên thay chỉ huy bộ đội đánh giặc phản kích thắng lợi. Tính chung cả đêm đánh vào thị xã Gò Công và cả ngày hôm sau đánh địch phản kích, ta diệt gần 200 lính mà bên ta chỉ hy sinh 3 đồng chí. Rất may cho địch là nếu ta còn đủ đạn cối 60 ly, đạn DKZ và đạn 40 thì chắc chắn địch sẽ chết nhiều hơn trong trận đánh phản kích này. Đánh tới 7 giờ tối thì địch rút về, còn ta cùng hành quân đi ấp 7 Bình Xuân nghỉ quân mừng chiến thắng. Tính chung trong chiến dịch Cách Mậu Thân năm 1968, cánh quân đánh vào thị xã Gò Công của chúng tôi là ít tổn thất nhất, chỉ hy sinh 3 đồng chí nhưng tiêu diệt và loại khỏi dòng chiến đấu trên 200 tên, thả 200 tù chính trị, trong đó có 50 người tình nguyện nhập ngũ vào bộ đội, thu nhiều súng và đạn. Sau chiến thắng này, tiếng tăm của tiểu đoàn 54B giang xa và được thanh niên địa phương tham gia đầu quân nhập ngũ rất đông, nâng quân số lên trên 300 quân. Còn vũ khí thì có một khẩu 12 ly 7, một khẩu DKZ 57, nhiều 40, 41 và AK-47. Sau đó, khi bước vào đợt 2 Cách Mậu Thân, tôi được quân khu rút về nhận nhiệm vụ mới. Chức tiểu đoàn trưởng 54B lúc bây giờ giao lại cho anh hai Châu Thành Hải. Sau này về tới quân khu, tôi mới biết là chị Bảy Ngọc Diệp báo cáo về quân khu là tôi không chấp hành nghị quyết của tỉnh ủy khi từ chối không đồng ý phương án đánh chiếm và giữ thị xã Gò Công. Sau này về tới quân khu, tôi mới biết chị Bảy Ngọc Diệp báo cáo về quân khu là tôi không chấp hành nghị quyết của tỉnh ủy khi từ chối không đồng ý phương án đánh chiếm và giữ thị xã Gò Công trong trận Cách Mậu Thân. Một hôm, anh Thám Phương, tức là tư lệnh quân khu, kêu tôi lên gặp và hỏi thăm về câu chuyện này. Tôi thuật lại đầu đuôi và phân tích được chiến thắng của tiểu đoàn. Anh Tám Phương không những không nói gì về báo cáo của chị Bảy Ngọc Diệp mà còn đề nghị tặng thưởng cho cá nhân tôi quân chương chiến công hạng nhì.